chia sẻ cho thầy đi các em ơi, bấm vô lẹ đi. Bữa giờ không nhớ thầy rồi sao vậy các em? Chào thầy. À, chào các em nha. Hôm nay thầy rất là vui nha các em. Các em chia sẻ cho thầy đi. Chia sẻ cho thầy. Hôm nay các em chia sẻ mạnh cho thầy đi các em. Hello thầy đẹp trai. Cảm ơn nhân hi. Trời ơi, đi phụ hồ mà mặc cái đồ màu xanh lét như là lấy chuối vậy. Tôi lạy em luôn á chơi. Đi phụ hồ xịt dầu thơm. Tôi lạy luôn đi phụ hồ mà em hờ vậy em, có em nào thấy đi phụ hồ xịt dầu thơm không? Đỉ ngựa vừa vừa thôi nhanh chơi. Em đỡ tôi đỉ ngựa nữa. Thầy ơi, tôi ớn các em thiệt coi. Các em ơi chia sẻ cho thầy đi. Thay vì các em kêu đi ỉa thì các em chia sẻ cho thầy đi. Thầy ơi học xong đi vỉa hầu nhé. Mùa này có ai mở cửa đâu mà đi các em. Mấy hôm nay thầy đã lấy chiếc xe thầy chạy quần quần rồi. Ai cũng đóng cửa hết rồi. Vỉa hầu ớn thiệt chứ. Yêu vợ thầy. Thôi em the cho vợ thầy đi Sơn. Vợ thầy là của thầy. Sơn này ăn tạp thì em đi kiếm cái chỗ khác em ăn. Em đi em bị. Đừng có nói ỉ đái trong này nữa. Hôm nay chúng ta nấu ăn nên đừng, các em đừng có bỏ cái từ ỉ chảy, ỉ kiết đồ đi các em ơi. Tại đạp em xịt cức á. Tôi lạy vậy thiệt á. Tôi thấy em bữa to bữa nhỏ tôi lạy em luôn á chơi. Ớn em chi nè thiệt đó chứ. Bữa thì thiệt to, bữa thì thiệt nhỏ. Quái đạn thiệt. Nay tôi chưa biết em chi này là em chưa giải thích cho tôi là sao, vì sao em bữa to bữa nhỏ nha. Bữa thì bữa năm rồi, còn bữa thì như trái cam vậy các em. Kho ké có ké vô không thầy? Kho ké mà không có ké vô. Bây giờ thầy bỏ xi măng vô không các em? Kho ké mỗi không có ké vô không? Tôi lạy em luôn á. Thầy nói thiệt các em nè, các em học của thầy đi, học nấu ăn đi, đơn giản. Gọi tên em một lần đi thầy. À Nhi. Ứng thiệt á chứ, học hành mà gọi tên em. Em muốn vô sổ đầu bài hơn vậy. Thầy ơi, anh yêu em. Tôi lạy em luôn á. Làm thầy yêu học sinh luôn thầy. Rồi thầy đi bóc lịch thôi. Đổ nửa ký bột ngọt vô thầy. Đổ nửa ký bột ngọt vô cho em ăn hơn Trang. Em khôn, em bài dạy thầy cũng vừa vừa phải thôi Trang. Thầy ơi em yêu bé Chi, cỡ em. Thầy vừa đẹp trai, vừa nấu ăn giỏi, thứ gì chịu nổi. Đó, thầy nói thiệt với các em nè. Bây giờ các em nhan sắc của em nó tuy nó xấu, nhưng mà em được cái là em đi làm giỏi. Em biết nấu ăn, rồi em biết làm cái này làm cái kia. Gái đẹp nó tự mò tới em thôi. Thầy nói thiệt á, bây giờ em nằm em dãnh con cu lên thì gái nó cũng tự tới thôi các em à. Thầy nói là thầy có rồi đó các em. Thầy Lộc có biết lếu lều không thầy? Thầy hôm bữa thầy trả lời rồi mày sao mới gì? Em không biết lếu lều mày có con. Em ăn nhiều không? Em chi nè, em ăn là 4 năm tô lần các em à. Sao có ít đâu, ăn là lấy cước không. Bí chi bằng ăn bằng thâu giặt đồ thôi. Thâu giặt đồ còn đỡ. Em chi này ăn bằng cái lu không à. Cái lu mà đựng gạo hồi xưa á, các em biết không? Ăn cỡ đó không à. Để thầy nhớ thầy vãi cái luôn. Vãi đèn thiệt cơ chưa. Em còn cái câu nào mà dễ thương hơn cái câu này không? Thầy chào em cái. Cái tên em tên tiếng Anh sao thầy chào. Em sỉ nhục thầy á. Thầy mới học lớp 2, năm lớp 6 thầy nghỉ thôi mà em kêu thầy chào mà em bằng tiếng Anh. Đỡ thầy lên Google dịch rồi thầy chào. Thầy chỉ cái nè. Không phải rồi. Ai đây nữa? Ăn đi. Đang mạnh bạo ra đây một. Cho em xin miếng bưởi thầy. Thầy còn không có ăn mà em ăn. Em kêu thầy cho. Bình đi. Mua ở đâu? Mới
mua bưởi qua chợ. À, mua bưởi qua chợ. Yêu thầy, ớn thiệt rồi chứ. Thầy không có thích đấu kiếm đâu. Em chơi biết đấu kiếm là cái gì không? Em chơi em không biết đấu kiếm các em à. Thầy yêu một bạn nam thì thầy sẽ đấu kiếm cho bạn nam đó. Em hiểu không? Lại cầm hai cái kiếm đấu với nhau đó, ớn thiệt cho em chơi này, em khờ thiệt, trời ớn thiệt cho. Cái đó mày cũng không biết.